Không chỉ những người điều khiển phương tiện, rất nhiều trường hợp người đi bộ khi sang đường thiếu quan sát cũng đã gây họa cho người khác, như tình huống trong đoạn video này. Do né tránh một người đi bộ băng qua đường mà không quan sát, một người đi xe máy đã bị té ngã. Còn đây là một tình huống tai nạn giao thông nghiêm trọng khác xảy ra vào ban đêm. Một chiếc ô tô đi với tốc độ rất cao đã lao vào nhà dân rồi văng mạnh ra đường. Xoay nhiều vòng, một người trong xe cũng đã bị hất văng xuống đường nằm bất động. Mới đây, trên mạng xã hội đã đăng tải một đoạn video ghi lại hiện trường một vụ tai nạn kinh hoàng. Theo đó, chiếc xe ô tô con màu trắng đang nằm bên đường trong tình trạng bị hộ lan đường bằng kim loại đâm xuyên theo chiều dọc, làm phương tiện bị hư hỏng nặng, phá vỡ các cửa kính. Ngoài ra, túi khí ghế lái của tài xế cũng bị bung ra.